Có nhiều bạn ngoài kia chạy quảng cáo Facebook bán hàng không hiệu quả, lý do là những bạn ấy chưa tối ưu hết tất cả các tiêu chí này, được không ạ? Còn các bạn đã là một chuyên gia quảng cáo Facebook Ads thực sự, các bạn hoàn thành được khóa học này thì các bạn đủ tự tin để các bạn triển khai những chiến dịch quảng cáo bán hàng cho chính mình nó hiệu quả hơn, hoặc là các bạn có thể nhận dịch vụ chạy quảng cáo Facebook của bạn nha. Rồi hello bạn ha, chào mừng các bạn đến với khóa học quảng cáo Facebook Ads chuyên sâu tại WooWeb Digi. Trong video này thì chia sẻ một cái công thức chạy quảng cáo Facebook Ads hiệu quả cho mọi ngành hàng các bạn nha, được không ạ? Thì công thức như sau. Ở đây khi mà các bạn chạy quảng cáo Facebook á, bạn bắt buộc phải tối ưu 3 tiêu chí sau, được không ạ? Thứ nhất là tối ưu target khách hàng, tức là cái nhóm đối tượng khách hàng mà các bạn muốn hướng đến. Thứ hai, các bạn cần phải tối ưu cái mẫu quảng cáo, được không ạ? Có nghĩa là lúc này á, khi mà khách hàng họ xem cái quảng cáo chúng ta, họ có ra quyết định là liên hệ với chúng ta để mua hàng hay không, được không ạ? Rồi kỹ thuật thứ ba, đó là các bạn sẽ làm chủ kỹ thuật gà đẻ trứng vàng. Có nghĩa lúc này các bạn tạo nhiều cái nhóm quảng cáo ra, được không ạ? Và cái nhóm quảng cáo nào mà có chuyển đổi cao, có nhiều khách hàng về thì chúng ta tập trung vô những cái nhóm quảng cáo đó. Còn những nhóm quảng cáo mà nó ít chuyển đổi, nó không có khách hàng thì chúng ta sẽ tạm ngưng hoặc là tắt chiến dịch đó luôn, được không ạ? Thì Thiện có một số công thức lưu ý sau. Đối với cái việc là target khách hàng á, thì đối với từng sản phẩm, từng dịch vụ khác nhau sẽ có những tệp khách hàng khác nhau. Cho nên các bạn học là học cái công thức chung, được không ạ? Và khi các bạn thực hành á, thì các bạn nên nhắm mục tiêu theo từng sản phẩm quảng cáo, được không ạ? Theo từng sản phẩm quảng cáo các bạn nha, đừng có quá cứng nhắc nha. Và khi mà các bạn target khách hàng á, thì các bạn nên lưu cái tệp đối tượng khách hàng lại để chúng ta sử dụng cho lần sau. Có nghĩa là như sau, có nghĩa là ví dụ như Thiện có đối tượng khách hàng A mà Thiện đã chạy quảng cáo Facebook trước đây rồi, và Thiện chạy á, là bán khóa học quảng cáo Google Ads, được không ạ? Thì Thiện thấy á, cái đối tượng này nè có chuyển đổi rất là cao, tức là khách hàng đổ về rất là nhiều, có rất là nhiều người mua cái khóa học quảng cáo Google Ads bên Thiện, được không ạ? Thì lúc này á, Thiện sẽ lưu cái tệp đối tượng khách hàng A lại, được không ạ? Để chi vậy? Để Thiện có thể là bán những cái sản phẩm khác liên quan, ví dụ ở đây là khóa học SEO, được không ạ? Tức là khóa học đưa website lên top Google đó các bạn. Hoặc là Thiện sẽ lên một chiến dịch quảng cáo khác, được không ạ? Bán website. Tại vì sao ạ? Tại vì đối tượng khách hàng A này, họ học cái khóa học quảng cáo Google Ads thì rất có thể là họ đang kinh doanh, được không ạ? Họ đang buôn bán cái sản phẩm nào đó, hoặc là họ làm nhân viên sale, được không ạ? Công việc liên quan đến bán hàng, thì chắc chắn một điều là họ sẽ có nhu cầu học các phương pháp marketing khác để giúp họ tiếp cận khách hàng cũng như là bán hàng hiệu quả hơn, được không ạ? Còn nếu như các bạn mà không lưu đối tượng này lại á, thì chắc chắn một điều sau khi mà các bạn có quá nhiều tiệp đối tượng đây, các bạn sẽ quên, được không ạ? Cho nên các bạn phải lưu cái tiệp đối tượng lại. Khi cái tiệp đối tượng đó mà nó có chuyển đổi cao thì chúng ta có thể là bán chéo một sản phẩm khác hay là bán thêm một sản phẩm khác các bạn nha, được không ạ? Tại vì cái tiệp đối tượng này họ có nhu cầu sử dụng cao, được không ạ? Và họ mua sắm rất là nhiều. Đấy, một ví dụ khác nữa đi. Ở đây một ví dụ đó là Thiện ngốt đối tượng B, được không ạ? Và Thiện chạy cái chiến dịch là bán áo vest, được không ạ? Nhưng mà cửa hàng của bạn á, ngoài cái việc là bán áo vest ra thì các bạn còn bán áo đầm nữa, được không ạ? Đầm ngủ các bạn. Thì lúc này khi mà Thiện lên chiến dịch cho đối tượng B nè, chạy bán áo vest trên Facebook á, thì Thiện cảm thấy á, là khách hàng đổ về rất là nhiều. Nhưng mà sau thời gian Thiện chạy á, thì do là Thiện đã khai thác hết tất cả các đối tượng B này rồi, được không ạ? Họ không còn mua áo vest nữa, tại vì họ đã mua hết rồi. Thì lúc này á, Thiện sẽ chuyển sang cái mẫu quảng cáo khác là bán áo đầm, được không ạ? Có nghĩa lúc này á, áo vest thì họ không cần nữa, nhưng mà áo đầm thì chắc chắn họ sẽ cần, được không ạ? Nhưng mà nếu mà các bạn không có lưu tiệp đối tượng B này lại thì chắc chắn điều á, các bạn sẽ quên, được không ạ? Sẽ quên và các bạn sẽ không tận dụng được đối tượng B này. Đấy, cho nên là các bạn cần phải lưu đối tượng là như vậy các bạn nha. Đấy, thì vừa rồi Thiện lấy những ví dụ rất là thực tế để cho các bạn biết là lợi ích khi các bạn lưu cái tiệp đối tượng lại, được không ạ? Rồi tiếp theo trong cái phần là tối ưu nhóm quảng cáo này, thì đối với từng sản phẩm khác nhau, từng dịch vụ khác nhau thì các bạn cũng cần phải tạo những cái mẫu quảng cáo để thu hút khách hàng khác nhau, được không ạ? Rồi thì để mà hiệu quả nhất các bạn cần phải tạo ra nhiều mẫu quảng cáo để các bạn kiểm tra nha, bạn test kiểm tra đo lường, được không ạ? Thì cái mẫu quảng cáo nào nó hiệu quả thì chúng ta sẽ tập trung chạy mẫu quảng cáo đó. Cái mẫu quảng cáo nào nó ít hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ tạm ngưng hoặc là tắt luôn cái mẫu quảng cáo đó đi. Thì cái mẫu quảng cáo đây các bạn có thể là thay đổi bằng cách là có thể là chạy hình ảnh nè, hoặc có thể là chạy video này, hoặc có thể là thay đổi cái thông điệp, tức là cái tiêu đề bằng tiêu đề bài quảng cáo đấy, cái thông điệp truyền tải đi, được không ạ? Tại vì mỗi nhóm khách hàng khác nhau họ sẽ bị thu hút bởi những cái thông điệp khác nhau, bởi những cái câu tiêu đề khác nhau, bởi những cái chương trình giảm giá khác nhau. Cho nên lúc này các bạn cần phải có thời gian các bạn kiểm tra
các bạn chạy, các bạn tạo ra nhiều mẫu quảng cáo để bạn chạy, rồi sau đó các bạn sẽ chọn ra được một cái mẫu quảng cáo mà tối ưu nhất cho cái sản phẩm mà bạn đang chạy. Rồi thì đó là cái kỹ thuật thứ hai. Kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật gà đẻ trứng vàng, thì cũng tương tự như vậy. Đối với từng sản phẩm khác nhau, chắc chắn một điều là các bạn cũng có những cái cách test khác nhau, cách kiểm tra khác nhau để chúng ta có thể là tìm thấy được một con gà đẻ trứng vàng khác nhau, được không ạ? Thì lúc này các bạn có thể là kiểm tra theo độ tuổi, kiểm tra theo giới tính, kiểm tra theo vị trí, được không ạ? Hoặc là kiểm tra theo cái tiệp khách hàng. Nói chung á là các bạn phải thực hành nhiều vòng, và các bạn phải có thời gian để mà test, để mà đo lường, đúng không ạ? Thì khi các bạn lên chiến dịch quảng cáo Facebook thực tế, các bạn cần tạo ra nhiều nhóm quảng cáo như vậy, đúng không ạ? Và các bạn đo lường nó trong vòng 1 tuần, hoặc là 10 ngày, hoặc là 2 tuần, nói chung là tùy các bạn thôi. Đấy, thì khi mà các bạn làm đúng, làm đủ tối ưu ba cái tiêu chí này, đúng không ạ? Tối ưu ba tiêu chí này thì chắc chắn một điều á là bạn chạy quảng cáo Facebook Ads nó hiệu quả nhất các bạn nha. Có nhiều bạn ngoài kia chạy quảng cáo Facebook bán hàng không hiệu quả, lý do là những bạn ấy chưa tối ưu hết tất cả các tiêu chí này, được không ạ? Còn các bạn đã là một chuyên gia quảng cáo Facebook Ads thực sự, các bạn hoàn thành lớp khóa học này thì các bạn đủ tự tin để các bạn triển khai những chiến dịch quảng cáo bán hàng cho chính mình nó hiệu quả hơn, hoặc là các bạn có thể nhận dịch vụ chạy quảng cáo Facebook của bạn nha, được không ạ? Thì hiện nay thì đang nhận dịch vụ quảng cáo Facebook đối với khách hàng nha, từ ngân sách mà nhỏ hơn 30 triệu là Thiện lấy công setup là 3 triệu trên một tháng, được không ạ? Còn với cái ngân sách trên 30 triệu thì Thiện sẽ lấy công setup là 10%, được không ạ? Nhưng mà các bạn hãy lưu ý đây, hiện nay á thì khi các bạn nạp tiền vô Facebook á thì nó sẽ trừ bạn 10% nha. Bây giờ đang đánh thế 10% các bạn nha. Thì sắp tới thì sẽ tăng cái giá dịch vụ lên. Tại vì Facebook á nó đánh thế là 10% ngân sách các bạn nạp vào rồi. Ví dụ các bạn nạp vào 30 triệu đi, đánh thế 10% là 3 triệu rồi. Thì nếu như các bạn mà không có tăng cái giá mà công setup cái chiến dịch quảng cáo á thì chắc chắn đều là các bạn không có ăn, được không ạ? Rồi thì ngoài ra thì cũng bonus thêm cái việc là cách xây dựng tiệp khách hàng trung thành. Tại sao các bạn kinh doanh bán hàng chưa hiệu quả? Tại vì các bạn luôn luôn đi tìm kiếm khách hàng mới, được không ạ? Mà chi phí để các bạn kiếm khách hàng mới nó sẽ rất là đắt đỏ, nó sẽ rất là tốn kém hơn so với việc các bạn chăm sóc khách hàng cũ và có tiệp khách hàng trung thành, được không ạ? Khi mà các bạn có cái tiệp khách hàng trung thành, có một số lượng khách hàng trung thành với mình á, thì doanh nghiệp cửa hàng của bạn sẽ luôn có doanh số ổn định qua hàng tháng, qua các tháng. Thì như vậy cái doanh nghiệp hay cửa hàng của bạn mới trụ vững trên thị trường, được không ạ? Mà khi các bạn đã nuôi sống được doanh nghiệp của mình rồi thì lúc này các bạn mới nghĩ tới việc là xâm chiếm thị trường và chiếm lĩnh thị trường, vượt mặt đối thủ cạnh tranh. Thì câu hỏi đặt ra là các bạn làm thế nào để xây dựng được cái tiệp khách hàng trung thành? Thì chắc chắn các bạn cần phải có một chiến lược bài bản các bạn nha. Thì chiến lược này Thiện sẽ làm video hướng dẫn chi tiết và tặng cho tất cả các bạn học viên bên Google Degree để giúp các bạn kinh doanh nó hiệu quả hơn các bạn nha. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành cái khóa học quảng cáo Facebook Ads rồi. Thì Facebook Ads đây là một trong 8 phương pháp marketing mà giúp các bạn tiếp cận khách hàng cũng như là bán hàng nó rất là hiệu quả. Ngoài Facebook Ads ra thì còn 7 phương pháp marketing khác. Thì nếu như bạn quan tâm á, các bạn thì lên YouTube nha. Lên youtube.com. Các bạn gõ là top 8 phương pháp marketing. Enter. Đây, Thiện đã tổng kết lại top 8 phương pháp marketing bán hàng online nó hiệu quả nhất trong năm 2022, giúp các bạn tiếp cận khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, bền vững. Có những cái phương pháp marketing giúp các bạn có khách hàng miễn phí hàng tháng, được không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Thì nếu như bạn nào quan tâm á, bạn xem thêm cái video này nữa nha. Tại vì Facebook Ads chỉ là một trong những phương pháp marketing thôi các bạn, nó không phải là tất cả đâu các bạn nhé. Thì khi mà các bạn là học viên của Google Degree rồi á, các bạn có thể là đăng ký học thêm những khóa học digital marketing khác bên Google Degree đào tạo. Thì những học viên mà đã đăng ký học tại Google Degree rồi á, các bạn sẽ được giảm giá 40% cho tất cả các khóa học tại Google Degree, được không ạ? Cũng như là các bạn có nhu cầu thiết kế website đi, bạn truy cập vào mẫu web www.googledegree.com thì các bạn cũng được giảm giá 50%, được không ạ? Tất cả các mẫu web ở bên đây, từ mẫu web bán hàng cho đến mẫu web bất động sản, mẫu web nội thất, nói chung là có đầy đủ những cái mẫu web, những giao diện website cho tất cả mọi ngành hàng luôn, được không ạ? Rồi thì như vậy cái khóa học quảng cáo Facebook Ads chuyên sâu tại Google Degree đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn xem tới video này thì xin chúc mừng bạn, các bạn đã hoàn thành khóa học. Thì nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, các bạn hãy để lại bình luận trong nhóm nha, để Thiện và đội ngũ Google Degree sẽ hỗ trợ nhanh nhất cho các bạn để giúp các bạn là tìm kiếm khách hàng nó hiệu quả hơn. Thì nếu như bạn nào cần coaching 1:1
thì các bạn cũng để lại bình luận ở trong nhóm hoặc là liên hệ với đội ngũ của WeWeb Digi không nha. Website chính ở bên WeWeb Digi là wewebdigi.com các bạn nha. Được không ạ? Các bạn hãy liên hệ với đội ngũ của WeWeb Digi, các bạn đặt lịch, được không ạ? Thì những chuyên gia Facebook Ads ở bên WeWeb Digi sẽ liên hệ với các bạn để mà đặt lịch coaching 1-1 cho các bạn, giúp các bạn lên những chiến dịch quảng cáo Facebook Ads thực chí, được không ạ? Giúp các bạn có những cái hiệu quả cao nhất trong cái việc là các bạn chạy quảng cáo Facebook Ads các bạn nha. Được không ạ? Ok, thì xin đóng video đây. Xin chúc các bạn luôn luôn sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống nha.